đại biểu, quý phụ huynh, kính thưa các thầy cô giáo và các bé trường mầm non Hướng Dương. Để cho các bé hiểu biết về ngày Tết Trung Thu truyền thống, có kỷ niệm, có ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ, hôm nay trường mầm non Hướng Dương phối hợp với các bậc phụ huynh của nhà trường, chương trình Tết Trung Thu của các bé xin được bắt đầu. Các bé ơi, ở trên trung trăng thường có ai nhỉ? Chú đi, chú ngoài. Và chị Hằng rồi. Các bé ơi, ở trên trung trăng còn có chú ngoại và chị Hằng. Cô trò ta cùng gọi chú ngoại để vui Tết Trung Thu nhé. Các con cùng cô gọi thật to nhá. Cô gọi là chú ngoại ơi. Chú ngoại ơi. Ai gọi chú ngoại đấy? Cho chú ngoại một tràng vỗ tay nào. Mừng chú ngoại nhá. Chú này là chú nào mà vui thế nhỉ? Ở đây là các bạn trường mầm non Hướng Dương chú ngoại ạ. Mầm non Hướng Dương à? Vâng. Nhưng mà các bạn nhỏ có thể gọi to tên trường của chúng ta được không? Vâng ạ. Chúng ta là học sinh các bé ở trường nào nhỉ? Trường mầm non Hướng Dương. Ôi vẫn chưa nghe thấy to, nói to nào. Trường mầm non Hướng Dương. Ôi giỏi quá các bé mầm non Hướng Dương à. Rất là đẹp này, rất là xinh này. Bạn nào hôm nay nhìn cũng ngoan. Mà chú ngoại thấy là ở trước mặt của các bạn có rất nhiều là bánh kẹo. Các bạn còn mặc những bộ quần áo rất là đẹp. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Trung Thu nào. To hơn nữa được không? À, để chú ngoại kể cho các bạn nghe nhá. Vâng ạ. Ngày xưa ở một làng nọ có rất nhiều các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ xinh như những bông hoa của trường các bạn mầm non trường Hoa Hướng Dương vậy. Thế nhưng mà một hôm kia hôm nọ thì có một con vật rất là hung tợn, mặt rất là dữ tợn, mắt rất là to, đầu còn có hai cái gì các bạn nhỉ? Hai cái sừng, cái miệng rất là rộng và cái răng rất là dài. Con vật này rất là hung dữ nhá. Con vật này bạn nào mà không ngoan này, con vật ấy sẽ ăn thịt này, rồi thì phá hoại mùa màng. Và cứ hàng năm vào những dịp lễ Tết và nhất là những dịp Trung Thu như thế này thì con lân đấy lại xuống để múa vui cho các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ có vui không? Và bây giờ hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đoàn múa lân của chúng ta. Nhỏ hãy vỗ tay thật lớn nào. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Này đang đến rất gần các bạn nhỏ. Mong rằng các bạn nhỏ sẽ luôn chăm ngoan học giỏi này. Vâng lời ông bà cha. Nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Và đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của bác đại diện cho Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồi Ngô, bác Nguyễn Xuân Hòa, Đảng ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồi Ngô. Và tiếp theo là đồng chí Nguyễn Văn Tú, Đảng ủy viên Bí thư Thành Thanh niên thị trấn Đồi Ngô. Xin một tràng pháo tay có hiện diện của anh ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô Nguyễn Thị Thơi,
công chức văn hóa xã hội thị trấn Đồi Ngô. Và tiếp theo, xin mời huyện trưởng của bác Mai Đình Đàm, đại diện phố Đồi Ngô, xin một tràng vỗ tay ạ. Và chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của bác Nguyễn Văn Hiên, đại diện tổ dân phố Thanh Tân. Xin một tràng vỗ tay thật lớn các bạn ơi. Và rất vui mừng có sự đại diện tiểu tổ cô Nguyễn Thị Hương, đại diện phố Thanh Tân, xin một tràng vỗ tay ạ. Đó là sự hiện diện của bác Đoàn Thị Quý Thơm, đại diện cho công ty cổ phần thương mại và du lịch Lục Nam. Chúng ta hãy đồng hồ chào với thầy thần lớn đi nào. Lễ ngày Tết của chúng ta hôm nay còn có đông đảo các bậc phụ huynh và các bé trường mầm non hướng dương ạ. Và sau đây, chúng quậy xin được trân trọng kính mời bác Vũ Chí Đoàn, chủ đầu tư lên phát biểu cảm ơn và phát biểu báo cáo. Một tràng pháo tay thật lớn. Đỗ Thị Phương Lan ạ. Và xin được mời đại diện công ty cổ phần thương mại du lịch Lục Nam lên trao quà cho các bé của trường mầm non Hướng Dương. Và xin được mời đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị trấn Đồi Ngô cũng lên cùng tặng quà cho đại diện các bé của trường mầm non Hướng Dương. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, tiếp theo xin được mời bác chính quyền tổ đại diện của các tổ dân phố cũng có món quà lên tặng cho các bé của trường mầm non Hướng Dương. Xin được trân trọng kính mời ạ. Cái quà nó thấp xuống, thấp xuống nó che mặt của bác. Xin một cô giáo ạ, xin các cô giáo sẽ lên giúp các bé. Rất là nặng, các bé ơi, các bé có vui không? Ở trong đó, chú quậy đoán rằng ở trong đó sẽ có rất là nhiều bánh kẹo. Nào, các bạn có vui không nhỉ? Vui thì nổ một tràng pháo tay thật lớn nào, để cảm ơn các bác rất là nhiều. Và chú quậy cũng xin thay mặt cho các bé của trường mầm non Hướng Dương kính chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn quan tâm thật nhiều đến phong trào giáo dục của các bé, của các thầy cô cũng như các bé của trường mầm non Hướng Dương rất là nhiều. Xin cảm ơn của công ty du lịch, xin cảm ơn ạ. Một lần nữa, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của nhà chủ đầu tư bác Vũ Chí Đoàn sẽ lên phát biểu cảm ơn và phát biểu phá cố trong buổi chiều hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh, kính thưa các thầy cô giáo cùng các bé yêu quý, hôm nay hòa chung trong không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón Tết Trung Thu, được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam, trường mầm non Hướng Dương long trọng tổ chức Tết Trung Thu năm 2020 cho các bé. Về dự Tết Trung Thu hôm nay, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các bé trường mầm non Hướng Dương luôn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và tận hưởng một Tết Trung Thu đầy ý nghĩa. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, Tết Trung Thu năm nay lại về trong hương thơm đậm đà của hương bưởi, của mùi bánh quê lan tỏa, đèn ông sao lại có dịp sáng lung linh trong mắt hồn nhiên của trẻ thơ. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường phát triển của nhà trường trong suốt những năm qua. Trường mầm non Hướng Dương đã trải qua 9 năm xây dựng và phát triển. Ban đầu chỉ là nhóm trẻ với 2 cô giáo và 5 học sinh. Đến nay nhà trường đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Toàn trường có 3 khu với 280 học sinh, 11 nhóm lớp và 30 cán bộ giáo viên. Mầm non Hướng Dương là trường tư thục, vì vậy cơ sở vật chất của nhà trường chủ yếu phụ thuộc vào khả năng tài chính của chủ đầu tư. Trong suốt những năm qua, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, về tiền lương, chế độ đãi ngộ để vươn lên dạy tốt, học tốt. Bằng sự kiên trì, bằng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu trẻ của các cô giáo, cộng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, nhà trường đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục của huyện nhà, khẳng định được uy tín, niềm tin trong lòng của phụ huynh học sinh. Trung thu năm nay lại về, thầy trò nhà trường không khỏi bồi hồi xúc động trước những tình cảm chân quý của các vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh. Chúng tôi xin hứa
sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đưa nhà trường trở thành địa chỉ đỏ xứng đáng với niềm tin yêu của các bậc phụ huynh học sinh. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo nhà trường xin gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo địa phương, công ty cổ phần thương mại và du lịch, các bậc phụ huynh học sinh đã quan tâm dành tình cảm vật chất cho cô trò trường mầm non Hướng Dương. Đây sẽ là những khoảnh khắc ý nghĩa, những kỷ niệm ngọt ngào mỗi khi các con hoài niệm về tuổi thơ của mình. Chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, thành công. Chúc các con có một ngày Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin thay mặt cho nhà trường xin được tuyên bố và trân trọng kính mời các vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và các em học sinh của trường mầm non Hướng Dương, chúng ta hãy vui vẻ phá cỗ Trung Thu. Xin được cảm ơn các thứ chú đoàn rất là nhiều. Xin kính mời các bậc phụ huynh thưởng thức tay nghề của các bậc phụ huynh đại diện cho các lớp dành cho các bé của trường mầm non Hướng Dương, và kính chúc các bậc phụ huynh luôn mạnh khỏe và quan tâm thật nhiều đến phong trào giáo dục của nhà trường, cũng như quan tâm tới con em mình để cho các bé luôn rất là nhiều. Và ngày hôm nay cô và trò của trường mầm non Hướng Dương xin được trân trọng cảm ơn và kính mời các bậc phụ huynh sẽ cùng liên hoan phá cỗ với các bé của trường mầm non Hướng Dương. Xin được trân trọng kính mời. 4-5 tuổi A1 tiết mục múa bé vui đến trường. Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn bé nào. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với một tiết mục thứ hai nha. Ngồi một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiết mục thứ hai nào. Nhà mình rất vui. Các bé 4-5 tuổi ai? Xin mời các bé. Đây rồi, xin mời các bạn, đây rồi. Các bé một tràng vỗ tay nào. Rất là xinh luôn. Nào. Là đã hồng dành riêng cho ba, ba là mê.
Thưa anh Hùng, một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn các bé đến từ lớp mầm non A2 đến 5 tuổi. Xin cảm ơn các bé nào. Trong nhà có cây đa to, có thằng cuối già ôm một mối mưa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, kính thưa các bậc phụ huynh, các thầy cô cùng toàn thể các con. Trong một khoảng thời gian ngắn, với sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, sự quan tâm của các bậc lãnh đạo địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình đầy trách nhiệm của các bậc phụ huynh, học sinh trường mầm non Hương Dương đã tổ chức thành công ngày Tết Trung Thu cho các bé. Tết Trung Thu năm nay các con được phá cỗ, được rước đèn, được xem múa lân. Đó sẽ mãi là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa, đẹp đẽ của tuổi thơ các con. Chương trình Trung Thu xin được tạm dừng tại đây. Và thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bác lãnh đạo địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh về tinh thần và vật chất. Chúc các con có một dịp Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên cha mẹ và thầy cô. Xin được trân trọng cảm ơn. Và chú Cuội cũng xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong mùa Trung Thu năm sau, năm 2021.